Kính thưa quý vị quan khách và quý Phật tử, hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày mùng 6 tháng 6 năm Canh Tý, tại Chánh điện Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tổ chức buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 50 vị Phật tử Thiền Tông. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm 4 phần chính. Phần thứ nhất là nghi thức dâng hương và trình Đức Phật. Phần thứ hai là phần truyền bí mật Thiền Tông cho các vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là những Phật gia Thiền Tông. Phần thứ ba, đọc lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các tân Phật gia Thiền Tông ngày hôm nay. Và phần cuối cùng, tất cả những vị dự lễ ngày hôm nay sẽ đồng đọc hồi hướng cho các vị tân Phật gia Thiền Tông. Trước khi bắt đầu buổi lễ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Ngồi tại bàn chứng minh phía bên tay phải của tôi chính là Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ngồi kế bên viện chủ là Thiền gia Anh Tuấn, phó viện chủ chùa. Ngồi kế bên và ngồi tại bàn đối diện là những vị đại diện cho ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu. Giữa chánh điện sẽ là những vị được truyền bí mật Thiền Tông ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có hơn 100 quý vị Phật tử đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị. Trước tiên, xin phép đi vào phần khai mạc của buổi lễ, nghi thức trình Đức Phật và dâng hương. Xin mời những vị được truyền thiền ngày hôm nay chúng ta đồng quỳ gối lên để dâng hương trình Đức Phật. Xin kính mời Thiền gia Nguyễn Nhân và Thiền gia Anh Tuấn ra trước micro đọc nghi thức cũng như dâng hương trình Đức Phật về buổi lễ ngày hôm nay. Kính mời hai Thiền gia. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 6 tháng 6 năm Canh Tý, tại chánh điện tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con có hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 50 Phật tử Thiền Tông mà Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông, nên chúng con có tổ chức buổi lễ này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết, chúng con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngữ, chứng cho đệ tử truyền thiền này. Lễ Phật, kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp ngày xưa. Nhiều người giác ngộ có thừa, vì đã biết được quê xưa của mình. Lễ Tăng, kính lại Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ trọn phần Thiền Tông. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dâng một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giáo điều chánh lý, con theo Thiền Tông học Pháp tu thiền. Thiền Tông thanh tịnh tùy duyên, giúp người giải thoát hữu duyên rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được trở về Phật giới an nhàn, sống trong thanh tịnh dễ dàng, Thiền Tông thanh tịnh mở đàn huyền môn. Lời dạy Pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quý thai diệu Pháp thậm thâm,
chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. Tôn kính Tăng Bảo, Tăng là các nhà sư thanh tịnh, tâm thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bản ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian, hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xói tràn tắt ngay. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Cúng dường Tam Bảo, kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chúng con hiếu thảo cúng dường, của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh, nguyện cầu tất cả chúng sinh tu theo thiền học không còn trầm luân. Thiền tông Phật dạy con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Hiện tại chúng con biết dừng, không theo vật chất là dừng lại ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con ra sức dựng xây thiền tông Tân Diệu tại đây lưu truyền. Chúng con phổ biến các miền, muốn hết luân hồi đừng dính trần duyên. Người tu không não chớ phiền, luân hồi sinh tử không phiền với ai. Tại nơi chánh điện của Ngài, ai muốn giác ngộ nhận ngay tánh mình. Chúng con kính nguyện Phật Linh trợ giúp thiên hạ cố nhìn cho ra. Ngày xưa Đức Phật nói ra, thiền tông chánh pháp hiện ra đất rộng. Chúng con hiện tại cầu mong nhiều người nhận được thiền tông nơi này, không còn tưởng tượng đó đây, xin nhận thiền học tại đây phổ truyền. Những ai hữu phúc đại duyên, sống với Phật tánh không còn trầm luân. Ngày xưa Đức Phật dạy dần, vì con không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, thiền tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Chúng con hiện tại rất mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Lòng con nay được sáng chân, ngộ được thiền học con mừng lắm thay. Luân hồi là của trần ai, con nguyện dứt bỏ ở ngay đời này. Thiền tông Tân Diệu tại đây, con lại ba lại xin Ngài chứng minh. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức khấn lễ. Nghi thức khấn lễ truyền bí mật thiền tông chúng con thực hiện đã xong. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con tiến hành lễ truyền thiền này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thiền gia Nguyễn Nhân và thiền gia Anh Tuấn. Tiếp theo, xin đi vào phần chính của buổi lễ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an tọa. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, sau đây chúng con xin được phép tiến hành lễ truyền bí mật thiền tông cho 50 vị Phật tử thiền tông. Vì trước đây các vị này đã đạt được yếu chỉ thiền tông và đã được chùa Thiền Tông Tân Diệu của chúng con cấp phép, cấp giấy chứng nhận cho quý vị. Do điều kiện ở xa nên 20 Phật tử thiền tông sau đây không có mặt, gồm: 1. Trần Thị Ngọc, sinh năm 1963 tại Nam Định, cư ngụ số 36/1, thôn 16, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 2. Trần Thị Lưa, sinh năm 1959 tại Nam Định, cư ngụ thôn 7, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 3. Đỗ Thị Hải, sinh năm 1970
cư ngụ thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 4. Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1946 tại Hà Nội, cư ngụ khu 3, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 5. Nguyễn Thị Thuần, sinh năm 1958, cư ngụ khu 7, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 6. Vũ Thị Hái, sinh năm 1951, cư ngụ thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 7. Phạm Thị Thanh, sinh năm 1967 tại Quảng Ninh, cư ngụ số 19, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 8. Vũ Thị Nụ, sinh năm 1947 tại Nam Định, cư ngụ xóm 6, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 9. Trần Thị Huệ, sinh năm 1965 tại Nam Định, cư ngụ số 54, đường Lương Thế Vinh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. 10. Nguyễn Văn Kinh, sinh năm 1985 tại Cần Thơ, cư ngụ tổ 12, khu vực Thới Ninh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 11. Phạm Thị Thoa, sinh năm 1973 tại Quảng Ninh, cư ngụ tổ 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 12. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1949 tại Thái Bình, cư ngụ xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 13. Đặng Thị Ca, sinh năm 1944 tại Thái Nguyên, cư ngụ xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 14. Nguyễn Thị Thường, sinh năm 1973, cư ngụ thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 15. Trần Thị Quý, sinh năm 1930 tại Bình Định, cư ngụ tổ 4, khu vực 5, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 16. Trần Thị Quyết, sinh năm 1960 tại Hải Dương, cư ngụ tổ 5, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 17. Vũ Văn Cài, sinh năm 1949 tại Nam Định, cư ngụ xóm 6, thôn An Cư, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 18. Phạm Tú Cử, sinh năm 1941 tại Nam Định, cư ngụ xóm Quang Trung, thôn Nhuộn, xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 19. Đỗ Thị Lương, sinh năm 1938 tại Vĩnh Phúc, cư ngụ thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Trường, tỉnh Vĩnh Phúc. Và 20. Phí Thị Miên, sinh năm 1938 tại Vĩnh Phúc, cư ngụ thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Trường, tỉnh Vĩnh Phúc. 30 Phật tử Thiền Tông có mặt ngày hôm nay gồm: 1. Âu Phương Thùy, sinh năm 1989 tại Sóc Trăng, cư ngụ ấp Hòa Muôn, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 2. Đỗ Thị Đảm, sinh năm 1980 tại Bắc Ninh, cư ngụ khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 3. Lê Thị Trung, sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, cư ngụ thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 4. Phạm Thị Châu, sinh năm 1959 tại Hà Tĩnh, cư ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 5. Lê Thị Mai, sinh năm 1963 tại Hà Tĩnh, cư ngụ xóm Xuân Nam, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 6. Phan Thị Mai, sinh năm 1970 tại Hà Tĩnh, cư ngụ xóm Tân Trung, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 7. Nguyễn Thị Liêm, sinh năm 1948, cư ngụ xóm Nam Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 8. Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1974 tại Hà Tĩnh, cư ngụ xóm Tân Trung, xã Tân Lập, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 9. Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1952 tại Hà Tĩnh, cư ngụ xóm 9, thôn Tân Trung, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 10. Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1954 tại Hà Tĩnh, cư ngụ cụm 1, thôn Phù Ích, xã Ích Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 11. Hoàng Thị Thuật, sinh năm 1969, cư ngụ thôn Hữu Cần, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 12. Nguyễn Thị Vọng, sinh năm 1957, cư ngụ tổ 7, ấp Phước Tân, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 13.
Phan Hùng Vân, sinh năm 1967, cư ngụ khu vực Phú Lộc 1, phường Trung Nhất, quận Thống Nhất, thành phố Cần Thơ. 14. Phan Thị Tân, sinh năm 1949, tại Hà Tĩnh, cư ngụ thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 15. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1983, tại Vũng Tàu, cư ngụ số 53 trên 57 trên 1A, Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 16. Nguyễn Thị Thông, sinh năm 1952, tại Hà Tĩnh, cư ngụ xóm 8, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 17. Phạm Thị Dền, sinh năm 1967, tại Thái Bình, cư ngụ xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. 18. Nguyễn Thị Thình, sinh năm 1964, tại Nam Định, cư ngụ xóm 3, thôn An Cư, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 19. Tô Thế Đôn, sinh năm 1958, tại Nam Định, cư ngụ xóm 3, thôn An Cư, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 20. Tô Thị Sen, sinh năm 1952, tại Nam Định, cư ngụ tổ 1, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 21. Trịnh Thị Ngoan, sinh năm 1962, tại Nam Định, cư ngụ xóm 3, thôn An Cư, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 22. Nguyễn Thị Viễn, sinh năm 1959, tại Bắc Ninh, cư ngụ thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 23. Tô Thị Sợi, sinh năm 1941, tại Nam Định, cư ngụ xóm 3, thôn An Cư, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 24. Vũ Quang Hưng, sinh năm 1952, tại Hưng Yên, cư ngụ số 58, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 25. Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1956, tại Hải Phòng, cư ngụ số 5, đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 26. Trương Thị Nhung, sinh năm 1966, tại Thanh Hóa, cư ngụ tổ 6, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 27. Trần Văn Tùy, sinh năm 1950, tại Hải Dương, cư ngụ tổ 2, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 28. Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1952, tại Thanh Hóa, cư ngụ số 21, tổ 3, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 29. Phạm Thị Nhài, sinh năm 1950, tại Hải Dương, cư ngụ tổ 15, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Và 30. Vũ Tiến Lộc, sinh năm 1975, cư ngụ số 18B, khu phố Lao Động, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo sẽ là phần nghi thức truyền bí mật Thiền Tông. Đầu tiên, xin mời Phật tử Thiền Tông thứ nhất là Phật tử Thiền Tông Âu Phương Thùy ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Âu Phương Thùy tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Phật tử Thiền Tông Âu Phương Thùy. Con có 44 câu kệ ngộ thiền của con. Xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày xưa con nguyện con cầu, con tìm con kiếm niệm hoài A-di. Ở đời nhiều chuyện sầu bi, bao nhiêu nỗi khổ không y như ý người. Trong lòng thấy chẳng an vui, con liền mơ tưởng Quốc Âm của mình. Nguyện cầu và cũng chẳng linh, đến khi gặp bạn lần đầu gặp Sơn. Một lần đọc sách thấy gần, bao nhiêu cái lạ lần đầu được xem. Xưa nay đảo lộn trước gèm, huyền ký Đức Phật quý hơn ngọc vàng. Ngày xưa cứ tưởng Di Đà là nơi sống mãi thiên thu còn hoài, ai ngờ chỉ hưởng phước thôi, vì trong tam giới nên còn sinh thân. Sanh thân rồi bệnh rồi già, rồi đau rồi chết, thế là đi đâu? Hôm nay ngộ được câu buông dừng thôi dứt, còn đâu luân hồi, muốn dừng được vậy phải thôi. Không dùng 16 với tính người là xong, xong rồi gắn tạo chút công để về quê cũ nhà xưa của mình. A Di Đà Phật Tây Phương, vẫn còn sinh tử vẫn đi luân hồi.
Những ai niệm Phật đêm ngày, nghĩ rằng niệm Phật có ngày thành công làm Phật thông dông, đâu ngờ 10.000 năm vẫn trong luân hồi, những đai đại phước gặp rồi, thôi cầu, thôi kiếm nguyện chi. Chỉ cần thanh tịnh một khi nhận liền tính Phật, thì mình về quê Thiền Tông giúp con hết mê. Tánh Phật thanh tịnh là quê Niết Bàn, thấy nghe nói biết rõ ràng, ở trong Phật giới rõ ràng vô sanh. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân dày công soạn Thiền Tông cho đời. Nước Việt nay được sáng ngời, ngàn năm u tối nay thời thịnh ca. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca giúp cho nhân loại thoát ra luân hồi. Con xin kết thúc bài kệ Ngũ Thiền của con. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ hai là Phật tử Thiền Tông Đỗ Thị Đảm ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 80%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Mời Phật tử. Con tên là Đỗ Thị Đảm, sau đây con có 30 câu kệ. Kính xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con ạ. Thiền Tông Phật đã truyền riêng 36 vị tổ lối dòng Thiền Tông. Ly sư Đức Thảo dày công trao truyền cho bác Nguyễn Nhân phổ thiền. Long An hội tụ khắp miền, phổ ra pháp thiền chảy khắp năm châu. Pháp môn thứ 6 diệu kỳ, giúp người giác ngộ trở về quê xưa. Giác ngộ là giác cái gì, là rõ vạn vật càn khôn có gì, quy luật âm dương ra sao, điện từ quấn hút làm sao luân hồi. Tánh người 16 thứ tôi tạo thành chấp ngã khó mà thoát ra. Tánh Phật thanh tịnh hằng chi, thấy nghe nói biết không sanh điều gì. Tánh nghe thanh tịnh một khi, cái thấy cứ thấy mà mình không theo. Muốn lìa sức hút thế trần, thôi dừng buôn dứt nét bàn hiện ra. Thiền Tông thực hiện vậy rồi, xin Thầy kiểm nhận ý thời của con. Dù cho biển cạn núi mòn, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Con xin giữ mãi lòng son, truyền đi Phật Pháp hằng còn thế gian. Ai người muốn dứt luân hồi, con xin chỉ giúp để rời thế gian. Sống được hết khổ hết nan, tạo ra công đức lên đàng về quê. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ ba là Phật tử Thiền Tông Lê Thị Chung ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Phật tử con là Lê Thị Chung. Con xin đọc 36 câu kệ của con, xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Đời con nay thật là may, nhờ đọc huyền ký cuộc đời đổi thay. Việt Nam con lạc cháu hồng, phước lớn nước ròng nhận được Thiền Tông. Thiền Tông phổ khắp núi sông, cho người giải thoát nguyện trong đời này. Chúng con là người thật may, nhận được huyền ký của Ngài Thích Ca. Thích Ca Thiền Tông Tân Diệu phổ ra công đức giải thoát vượt qua luân hồi. Phật ơi, con đã ngộ rồi, luân hồi nhiều kiếp xa lìa với con. Vì vậy Đức Phật dạy dừng không theo vọng tưởng, luân hồi dừng ngay. Con nay cảm ơn vị thầy phổ ra thiền học, con nay ngộ thiền. Con nay nhận được pháp thiền 11 quyển sách bạn hiền tặng cho. Thiền Tông là nhất chữ thiền, buông rừng thôi dứt về miền vô sanh. Con nay đã hiểu rõ rành tánh người 16 thứ trong luân hồi, tánh Phật 4 thứ tỉnh thanh. Nhận được tánh Phật con nhanh trở về, từ nay con hết phiền lo, sáng tối chăm chỉ học cho thông đường. Đến đây con đã tỏ tường, không cầu không lãy mà thông đường về.
từ nay con hết u mê, nhờ đọc huyền ký con nhanh trở về. Quê xưa chỉ một đường về, chỉ tâm thanh tĩnh quê xưa niết bàn. Từ nay con nguyện một đường pháp thiền thanh tĩnh trường tồn thế gian. Ai muốn con sẽ chỉ đường thiền tông thanh tĩnh vĩnh an muôn đời. Con xin đọc bài thơ thứ hai ạ. Xin đại chúng lắng nghe cho kỳ, Phật dạy rằng rất quỷ là thân vĩ bao đời, thích thiên thân đến đây mới được sinh thân làm mà người. Phật pháp chính là nơi khó gặp, thấy bạn hiền cũng rất hiếm hoi, nay ta may gặp đủ rồi, mau mau tu tình đời thời nào ư. Vậy phải bài trừ tính xấu, bảo điều hay khuyên bảo lẫn nhau, phải nên suy nghĩ trước sau, chớ theo cảnh rồi mà tìm vào bán mê, để thân tâm quay về bề khổ, kiếp bọt béo sóng vỗ, ta tới đắm chim chưa biết bao đời, vào sinh ra tử đứng ngồi lao đao. Khi ấy muốn tu nào có dễ, đường đã lắm thì càng bước càng xa, hay là ta hại vì ta. Bây giờ du học thật là dễ thay, học ngay phép xưa kia Phật học, việc Phật làm cùng dốc lòng theo, chỉ thành làm được bao nhiêu quả sau kết bời nhân gieo đời này. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ tư là Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Châu ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật. Con là Phạm Thị Châu, sinh năm 1959, con đến từ Hà Tĩnh. Hôm nay là buổi truyền thiền tại chùa. Con có 46 câu kệ nói lên sự gỗ thiền của con. Kính trình lên Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Bao năm học đạo tu hành, cầu xin lạy lục chùa chiền khắp nơi. Đồng có đồng cầu hoàng mười, niệm Phật niệm chú không còn thiếu chi. Phóng sinh bố thí cúng dường, rồi đến ôm bát đầu trần chấn đất. Đi đề học bạn học thầy, để thêm hiểu biết những gì chưa thông. May mà con có duyên lành, gặp được cô bạn sách thiền tráo tay. Đem về con giờ đọc ngay những lời Phật dạy bác nhân siêu tầm. Con đọc cảm động bác nhân, từng lời từng chữ thấm dần đới con. Thiền tông Phật dạy chữ dừng, dừng quán dừng tưởng không cần dùng công. Vậy vật lý là của thế gian, không dính không mắc không màng làm chi, không cần sai đúng làm gì, không cần tranh luận chuyện gì với ai. Chỉ cần thanh tịnh tâm mình, luân hồi nhiều kiếp chẳng nhìn đến con. Thiền tông phổ biến đất rồng, những lời vàng ngọc con thời khắc ghi. Thiền tông là nhất tự thiền, buông rừng thối dứt về miền quê xưa. Khi thấy chỉ thấy vậy thôi, khi nghe nói biết rằng trí trong mình. Thiền tông ước nguyện của con, gặp rồi con quyết một lòng sắt son. Biết được Phật tánh của mình, hằng sống thánh ấy để rời trầm luân. Đời rồi ơn công đức Phật Ngài, để lại công thức
vượt qua luân hồi. Cảm ơn bác Nguyễn Công Nhân siêu tầm giảng dạy nhiều người hiểu sâu. Sách thiền bác viết sơn vàng đã giúp hầu thế thoát màn tử sinh. Nay con gặp được thiền rồi, con quyết một lòng tu học thiền tông. Công thức giải thoát nằm lòng, tạo nhiều công đức vượt dòng triều dương. Con mong giúp được nhiều người, thiền tông phổ khắp mọi nhà mọi nơi, để cho nhân loại khắp nơi ai ai cùng được thoát vòng tử sinh. Xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ năm là Phật tử Thiền Tông Lê Thị Mai ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho. Mời Phật tử. Con là Lê Thị Mai, sinh năm 1963, cư ngụ tại xóm Xuân Nam, xã Hồ Đồ. Hôm nay con xin đọc bài kệ 32 câu của con. Ơn trên Đức Phật Thích Ca dạy con thanh tịnh vượt qua luân hồi. Đến đây con đã ngủ rồi, ơn Chúa Tấn Diệu bạn thời Thiền Tông. Bao năm ơn bạn nghĩa thầy cho con biết được phép màu Như Lai. Thiền Tông đang phổ đất rộng dạy cho nhân loại rõ thông đường về. Thiền Tông không phải dùng công, không chứng không đắc không cần Như Lai. Thiền Tông là nhất từ thiền buông chưng thôi dứt hết liên tử sanh. Ngày xưa Đức Phật dạy dựng mà con không biết không theo lời Ngài. Bởi vậy nàn ngục trần ai muốn đời ngàn kiếp nay con mới dưng. Thầy dạy con phải biết thôi, thôi tìm, thôi kiệm, thôi luôn luận bàn. Nhờ vậy con được bình an theo, không theo vật lý là an muôn đời. Phật ơi con nay ngủ rồi, công thức Ngài đã chỉ bày cho con. Gắng tạo công đức để về nhờ có thiên học. Con về quê chưa? Từ nay dù sớm hay trưa, con nguyện tu học chẳng ưa niết bàn. Con nay thề nguyện lòng son, lúc nào cũng nhớ công ơn người thầy. Ai muốn con thể chỉ bay con đường giải thoát về ngay niết bàn. Từ nay con nguyện một đàng Thiền Tông mãi mãi trường tôn thế gian. 32 câu kệ của con đã xong. Con xin mời Phương Chư Phật ẩn thị cho con. Hôm nay con được chút mùi vi đào mà con đổi ơn Tam Bảo Hy Long. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 6 là Phật tử Thiền Tông Phan Thị Mai ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Mời Phật tử. Con Phật tử là Phan Thị Mai ở. Con có 32 câu kệ là sự ngộ thiên của con. Con xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Đời con có phúc đại duyên, gặp được bạn hiền trao sách Thiền Tông. Đọc rồi con mới hiểu thông, hôm nay con sướng vô cùng Phật ơi. Bây giờ gặp pháp nhiệm màu, pháp môn thứ sáu chỉ đường về quê. Đường về quá khỏi sông mê, khó khăn đến mấy có thầy ấy, khó khăn. Đường về quá khỏi sông mê là thiền một chữ đường trần thoát ra. Đây là giáo pháp Thích Ca đưa vào bộ sách của thầy Nguyễn Nhân, giúp cho con khỏi hồng trần, pháp môn tu trước còn trong luân hồi. Bây giờ con sẽ buông thôi, quyết tu giải thoát để trôi về nguồn. Thiền thánh Phật dạy phải buông, buông dừng thôi dứt luân hồi bỏ ta. Tam giới nay biết đường ra mà nhờ ơn Đức Phật chỉ ta đường về. Từ nay con hết u mê, thế trần là tạm, lôi theo tánh người. 16 thứ tánh nổi trôi, đưa tánh càng mạnh trữ sanh đi hoài. Từ nay con chỉ mệt mài, tạo nhiều công đức để mai về nguồn. Nay con quyết chỉ Thiền Tông, ai muốn giải thoát con liền giúp ngay. Cảm ơn Thích Ca Phật Ngài, ơn bà Đức Thảo giữ trao nguồn thiền.
cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm biên soạn giữ thiền, giữ thiền muôn nơi. Cảm ơn cảm ơn tân diệu tuyệt vời pháp môn giải thoát cứu đời chúng con. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ bảy là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Liêm ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Nguyễn Thị Liêm. Con xin đọc 20 câu kệ của Ngộ Thiền của con. Đời con có phúc đại duyên gặp được bàn hiền tráo sách Thiền Tông, đọc rồi con mới hiểu thông, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Thiền Tông không cần sớm trưa, tánh Phật thanh tịnh quê xưa của mình, tu thiền Phật tánh của mình, phải thật sáng suốt để nhìn quê hương. Nay có Thiền Tông đất rồng, bùng phát đất Việt ở vùng Long An. Thiền Tông đất Việt chủ trương không tranh không luận là về quê xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, luân hồi sanh tử không trường đến con. Thiền Tông thanh tịnh đất rồng, vào trong bể tánh là sóng luân hồi. Phật ơi, con đã ngộ rồi, nhờ ơn Đức Phật chỉ đường con đi. Muốn lìa sanh tử tức thì tạo ra công đức để đi về nguyện. Con xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho con ạ. Con đọc 20 câu kệ ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 8 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Loan ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Tên con là Nguyễn Thị Loan, trú tại thôn Tân Trung, Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Con có 36 câu kệ, con xin đọc. Xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Trước đây con cũng một lòng cố gắng học đạo để về Tây Phương, ăn chay niệm Phật cúng dường bao năm tu học con không hiểu gì. May sao đủ đầy phước duyên đọc sách con hiểu Phật truyền Thiền Tông. Nguyện nhân đang phổ đất rồng nhờ bản mua sách mua đài về xem. Con xem con đã hiểu rằng tu sao giải thoát, tu sao luân hồi, tam giới Phật giới là sao, tam giới tánh Phật phân minh tỏ tường. Tánh người 16 thứ vương, tánh Phật 4 thứ tình thanh niết bàn. Thiền Tông Phật dạy rõ ràng, con quan quả không quán không tưởng không dành thứ chi. Thiền Tông Phật dạy chữ dừng, buông dừng thôi dứt là dừng tự sanh. Thiền Tông không phải đua tranh, không chứng không đắc không danh lợi gì. Không màng những việc thứ chi, buông đi tất cả là an muôn đời. Thiền Tông Phật dạy phải thôi, tôi dừng giải thoát ban ra toàn cầu. Chánh pháp giải thoát nhiệm màu, nay con nhận được bảo châu nơi mình. Phật tánh con đã nhận ra, về nơi Phật tánh là cha luân hồi. Phật giới có điện từ quang thanh tịnh sáng ngàn muôn phương. Trở về Phật giới một đường, về nơi chư Phật mười phương đang chờ. Cảm ơn Huyền Ký Thích Ca giúp cho con biết đường ra luân hồi. Cảm ơn tác giả Nguyện Nhân viết ra trách quý chữ chỉ đường về quê. Con đọc xong 36 câu kệ, con xin cảm ơn. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 9 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Thu ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Tên con là Nguyễn Thị Thu ạ. Thôn Tân Trung, xã Tân Lộc, Lộc Hà, tỉnh. Con xin đọc 52 câu kệ của con, xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Từ nay con hết não phiền, đi tìm Phật Pháp liên miên trong trần. Ai bảo con đi cứ đi, đi tìm, đi kiếm, đi cho tới cùng.
Bây giờ gặp được Thiền Tông cũng nhờ có bạn bỏ cống giúp mình. Nay con biết được sách thiền, tìm đường giải thoát, không nên luân hồi. Tránh xa sáu nẻo mà thôi, tìm về quê cũ để rồi thoát thân. Thoát thân ra chốn mê lầm, giúp cho nhân loại thoát phần tự sanh. Đường về bể tánh rất gần, Như Lai chờ đợi mong ta về cùng. Bây giờ con mới hiểu ra Phật tánh thanh tịnh là đấy Niết Bàn. Niết Bàn của Pháp Thiền Tông ngày đêm thanh tịnh cho ta nhận thiền. Thiền Tông Đức Phật truyền riêng, sống với tánh Phật thoát liền trầm luân. Thiền Tông vượt núi băng rừng, bây giờ về lại đất rồng Việt Nam. Giờ đấy con hết chán nan, buông rừng thối dứt một đàng về quê. Thiền Tông chẳng có khen chê, tạo ra công đức tìm đường về quê. Hiện nay con hết u mê, khi thấy khi biết không hề bận tâm. Bây giờ con đã muốn về, về bên Phật giới vui vầy lắm thay. Sống trong vật lý tranh tài, khổ đau nhiều kiếp, ngày ngày trầm luân. Hơn thua bao cảnh tranh giành, bây giờ biết được không tranh không giành. Trước đây con cứ cầu mong tìm đường giải thoát những lần không ra. Bây giờ con mới gặp ra Thiền Tông Tân Diệu, nguyện nhân chỉ bày những lời của Phật Thích Ca. Chỉ cần thối dứt bỏ ra luân hồi, đường về Phật giới chừ thôi. Đừng mang 16 tánh người đi theo, đã mang lấy kiếp luân hồi, buộc luân nhân quả điện từ ấm dương. Phật tánh luôn ở, luôn phải hằng tri, không sinh không diệt, không cũng không nạo phiền. Thiền Tông Phật dạy chữ buông, buông dừng thối dứt thoát luôn luân hồi. Phật giới tam giới hai nơi, Phật giới thanh tịnh đời đời không luân. Tạo nhiều công đức để về vượt qua bể khổ, để về nhà xưa. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 10 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Xuân Trung ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Nguyễn Xuân Trung. Hôm nay con có 28 câu kệ, xin Ngài ấn chứng cho con. Đại duyên con gặp Pháp Thiền Chùa Thơ Tân Diệu, bùng trên đất rồng. Soạn giả là thầy Nguyễn Nhân, thầy sâu tầm lại từng câu từng phần. 10 quyển sách quý vô ngần, đọc xong 10 quyển, tâm bừng sáng ra. Tu Phật phải hiểu cho là tránh người tránh Phật, hai đường phải thông. Tránh người ham muốn cầu mong, tham mê vật lý đi trong luân hồi. Khi con ngộ tánh Phật rồi, ngàn đời sinh tử, luân hồi lìa xa. Thiền Tông Phật dạy chỉ ra tam giới Phật giới phải là rõ thông. Thiền Tông thì không dùng công, tạo nhiều công đức điện quang chiếu vào. Công đức phương tiện về quê, ra khỏi tam giới về nhà quê xưa. Thiền Tông không quản sớm trưa, thấy nghe thanh tịnh chẳng ưa nạo phiền. Thiền thanh là nhất tự thiền, buông dừng thối dứt hết liền tự sanh. Ngày xưa Phật dạy núi linh, thấy nghe nói biết không sinh điều gì. Quay vào bể tánh tức thì, thấy được chân thật không chi sánh bằng. Phật Ngài con xin cảm ơn, xin lạy bá lạy, xin Ngài chứng minh. Và con đọc xong 28 câu kệ, xin bạch Đức Thế Tôn là ấn chứng cho con. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình.
Vị thứ 11 là Phật tử Thiền Tông Hoàng Thị Thuật ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Hoàng Thị Thuật, cư ngụ tại thôn Hữu Cần, xã Lợi, Nông Cống, Thanh Hóa. Hôm nay con đọc, xin đọc 32 câu kệ ngộ thiền của con, xin kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con ạ. Trước kia con cũng ước mong đặt câu sắp chữ để thành dòng thơ. Hôm nay xong việc mong chờ, hạ lưng xuống phản trong lòng thảnh thơi, không suy nghĩ, không nghĩ rối bời, thân mình thả lỏng rơi vào chốn không. Chốn ấy thấy thật mênh mông, không từ không ngữ tả trong chốn này. Lạ kỳ tứ đại biến đâu, tự nhiên thấy biết ban đầu y như, chẳng khởi niệm chẳng suy tư, à thì con hiểu chân như là vậy. Cảm ơn Đức Phật vị Thầy, phổ ra chánh pháp niết bàn diệu tâm. Con nay đã hiểu rõ ràng, tánh người đừng dính sống hằng thiền thanh. Vâng lời con sẽ thực hành, dừng ngay tham tưởng loanh quanh luân hồi. Ta bà tỷ kiếp khổ đau, gắng tạo công đức bắc cầu về quê, giúp người hữu phước đủ duyên, giác ngộ chánh pháp đạo thiền Thích Ca. Dòng thiền len lỏi phương xa, chạy từ Ấn Độ chạy qua đất rồng, qua 36 tổ sư, đến nay hội tụ đất rồng Long An. Long An Tân Diệu chùa nghèo, nhưng lòng rộng mở đón người hữu duyên. Nhân sinh chán cõi ta bà, thì về Tân Diệu ngâm thơ ngộ thiền, ngộ rồi sẽ rõ đường đi, về miền quê ấy thoát vòng trầm luân. Dạ con xin hết, xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 12 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Vọng ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Nguyễn Thị Vọng ở tổ 7 ấp Phước Tân, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Nay con xin đọc bài kệ 26 câu hỏi của con, xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Thiền Tông Tân Diệu đất rồng, cho con nối thoát luân hồi trần gian. Xưa nay con cứ lang thang, chạy theo cái tưởng để con luân hồi. Giờ đây con đã biết thôi, nhờ có sách thiền của bạn đưa cho. Con nay hết khổ hết no, chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình. Thiền Tông không phải nặng thinh, sống với tánh biết mình đừng chạy theo. Thiền Tông không sợ giàu nghèo, sống trong thanh tịnh là an muôn đời. Phật ơi con đã ngộ rồi, pháp môn thiền học cứu đời của con. Tánh Phật thật sự vàng son, thấy nghe nói biết không còn trầm luân. Nay con nhận được rất mừng, bạc vàng châu báu không dừng được con. Thiền Tông Tân Diệu vàng son, giúp cho nhân loại thoát vòng khổ đau. Giờ con không biết nói sao, cảm ơn Đức Phật truyền trao pháp này. Con xin cảm ơn vị Thầy, Nguyễn Nhân tác giả Phổ Thiền Vươn Xa, giúp cho nhân loại nhận ra ngọn đuốc thiền học sáng ngời trong con. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 13 là Phật tử Thiền Tông Phan Hùng Vân ở huyện Thống Nhất, thành phố Cần Thơ. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Thiền Tông Phan Hùng Vân, sinh năm 1966, nguyên quán Quảng Nam, hiện ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Con xin trình bày 30 câu kệ viết ra từ tâm thanh tịnh của chính con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Thiền Tông huyền kỹ ra đời, cho con sáng mắt không còn lầm mê. Từ nay con biết tu rồi, tưởng tham là của tánh người xưa nay. Tưởng tham cứ để tự nhiên, mặc kệ tham tưởng ta đừng duyên theo. Suy nghĩ cũng vậy người ơi, chạy theo suy nghĩ tức đi luân hồi. Buông đi vật chất thiền tài, dừng luôn vọng tưởng luân hồi dừng theo.
Thôi đừng bàn chuyện thế trần, dứt luôn ngã chấp tâm dần an vui. Tánh Phật trực nhận tức thời, thấy nghe nói biết sống đời tịnh thanh. Công thức giải thoát thuộc lòng, đường về Phật giới ba phần khắc ghi. Tập cho thuần thục suốt đời, đường về Phật giới mở ra sáng ngời. Tạo thêm công đức sáng trong, hết duyên sống ở nơi này mang theo. Hành trang phương tiện là đây, chỉ có công đức bắt cầu về quê. Quyết tâm Phật giới ta về, vàng trong ánh sáng hoa tiêu dẫn đường. Mong cho tất cả mọi phương, duyên lành phước lớn ngộ liền thiền thanh. Cùng nhau hội tụ về quê, không còn hợp lặng khổ đau luân hồi. Cảm ơn Phật dạy thiền thanh, cúi đầu ba lại đời đời khắc ghi. Con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 14 là Phật tử Thiền Tông Phan Thị Tân ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô Giả Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Phan Thị Tân ở Hà Tĩnh. Con xin đọc bài kệ 28 câu. Xin mời phương chư Phật và chứng minh cho con. Trước đây con cùng đi chùa làm lễ cùng lạy Phật thì ở đâu? May thay đến nhà bạn chơi thấy bạn đọc sách của thầy Nguyện Nhân. Con mượn sách xem thấy mừng, Thiền Tông Phật dạy rõ ràng đường đi. Thiền Tông không lạy không cầu, không cùng dạy hàn không cầu tám tai. Thiền Tông không phải đúng công, không chứng không đắc không màng truyền chi. Thiền Tông Phật dạy tự dừng, buông dừng thối dứt bình an ngày ngày. Con nay hiểu được Thiền Tông pháp môn thứ sáu là không luân hồi. Thiền Thanh con đã hiểu ra là thiền một chữ an vui đời đời. Tạnh người tham tưởng bỏ đi, sống với tạnh Phật hằng trí trong lòng. Thiền Tông Phật dạy văn minh, công thức giải thoát con thì không quên. Như Lai dạy pháp cuối cùng, thầy nhân soạn sách phát hành khắp nơi. Con nay hiểu được pháp rồi, giác ngộ giải thoát ta nay thực hành. Giúp cho người hiểu Thiền Thanh là tạo công đức về nhà quê xưa. Từ nay con quyết một lòng Thiền Tông Tân Diệu sáng bừng khắp nơi, con xin hết. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 15 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Bích Thủy ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Bích Thủy. Con có bài kệ 48 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Con xin cảm ơn. Tánh Phật có sẵn trong con mà con không biết cứ đi tìm cầu. Cứ nghĩ niệm Phật Di Đà là đường giải thoát trở về vô sanh. Từ khi huyền ký đã ghi vãng sanh cực lạc còn trong luân hồi, con nay đã ngộ ra rồi, pháp thiền thanh tịnh mới về quê xưa. Quê xưa chỉ một đường về, trực nhận tánh Phật là về quê xưa. Thiền Tông không dụng sớm trưa, không cúng, không tụng, không cầu xin ai. Con nay đã học cách dừng, dừng danh, dừng lợi, dừng chuyện thế gian. Thế gian là chỗ buộc ràng, âm dương cuốn hút kéo mình đi theo. Thiền Thanh không kể giàu nghèo, cứ để tâm mình rỗng lặng tự nhiên. Làm việc luôn phải hằng tri, như vậy mới đúng là Thiền Thích Ca. Giữ cho tâm không đổi dời, một lòng một dạ chỉ về Phật thôi. Từ đây đến lúc cuối đời, con sẽ trợ giúp những người hữu duyên. Con xin cảm ơn Phật truyền, nhờ Ngài đã dạy cho con Pháp Thiền. Pháp Thiền của Ngài rất thiêng, nghe như đơn giản nhưng mà cao siêu. Con xin cảm ơn sư bà, thiền sư Đức Thảo có công dựng chùa. Huyền ký bà có trong tay, truyền cho hậu thế là thầy Nguyễn Nhân.
bác nhân gìn giữ âm thầm 60 năm mới phổ huyền ký ra. Bác là thầy của chúng ta, tiếp nhận sứ mạng nói ra pháp thiền. Cảm ơn bác Nguyễn Nhân nhiều cùng ban quản trị của chùa Thiền Tông hàng tuần giải đáp thật lòng, tuổi cao sức yếu không hề trùng chân. Thầy đã 83 mùa xuân, thông minh trí tuệ hơn tâm người thường. Thầy rất anh dũng kiên cường, bao nhiêu thế lực miệng đời thế gian, nhưng tâm thầy vẫn bình an, không để trong lòng bất cứ thứ chi. Con mong thầy mãi vui cười, phổ đi thiền học luôn còn mai sau. Dạ con xin hết, con xin cảm ơn. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 16 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Thông ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 80%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Mời Phật tử. Con tên là Nguyễn Thị Thông, ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Con có 28 câu được ngộ thiền. Con xin kính bạch Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật, con xin trình bày ạ. Con theo đạo Phật từ lâu, cầu xin khẩn vái muốn đời bình an. Dần dần con hiểu rõ ràng theo Phật là phải kiếm thầy học tu. Vì con chưa đủ căn cơ, chưa gặp được Pháp nên con tu mù. Hôm nay con gặp Thiền Tông ở chùa Tân Diệu, Đức Hòa, Long An. Dòng thiền đang chảy nơi này, Nguyễn Nhân biên soạn sưu tâm sách hay, nghe thể giải đáp hiểu liền như công đức tổ chuyên dân đến con. Thiền Tông bí mật Phật truyền là thiền nhất từ dạy buông để về, buông dừng thôi dứt, dứt là xong, sống trong thanh tịnh mọi bề an vui. Hiện tại vật lý hiểu rồi, âm dương quần hút luân hồi phải đi, phải luôn ham muốn trở về, tạo nhiều công đức ngày về mang theo, đường về Phật giới thuộc lòng, Pháp trần trợ giúp, hóa tiêu dẫn đường, từ tài qua hải tiêu dương, vào trong bể tánh, mười phương Phật chờ. Công đức xây nhà Pháp thân trùm khắp kim thân sáng ngời, tánh Phật con có chỗ nương thoát phong nhân quả. Hết đường trầm luân ạ, con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 17 là Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Dền ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Dền, con cư ngụ xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Hôm nay con có 30 câu kệ ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Xưa kia Phật ngự núi Linh, ngày nay Phật ngự đất Rồng, Long An. Thắp nén hương thơm giữa Phật đài, nguyện cầu thế giới luôn hằng bình an. Đạo Phật Thiền Tông bùng lên, chánh pháp nguồn thiền bến giác muôn nơi. Xa lìa bể khổ trầm luân, duyên sinh nhân quả luân hồi mãi theo. Quay cuồng lực hút âm dương, vô minh che lấp không đường thoát thân. Ngày nay thế giới văn minh, con tìm quyết chí đến chùa Long An. Đời con đại phúc đại duyên, gặp được sách thầy chỉ dẫn cho con. Quyết tâm con học và hành, chỉ cần thanh tịnh buông rừng dứt thôi. Con nhận ra tánh của mình, thấy nghe nói biết là hằng vậy thôi. Nếu ai muốn học cùng con, chỉ bày cách giúp tận tình sáng trong, để cùng giác ngộ về nguồn, hiểu biết giải thoát đường về nhà xưa. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn 36 vị tổ sư lưu truyền, giao Thiền Tông cho hậu thế phổ tại đất Rồng, Tân Diệu, Long An, phổ đi khắp cõi Ta Bà, cho người tu tập đạo là Thiền Tông. Lòng thành con lạy tổ thầy, kính xin các ngài ấn chứng cho con nguyện sống trọn hết duyên, tu tập chánh pháp học hành Thiền Tông. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 18 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Thìn ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Phật tử con là Nguyễn Thị Thìn,
xóm cư ngụ tại xóm 3, thôn An Cư, con có 40 câu kệ nói nên sự ngờ rệt. Và con xin Đức Thế Tôn và mười phương sư Phật ấn chứng cho con. Quê con nay ở Xuân Trường, có duyên con nhận được nời vàng son. Bao năm tìm kiếm mỏi mòn, nhìn thấy sen nở lòng con thầm mừng. Thiền Tông Tân Diệu về đây, dạy con tu tập về nơi Niết Bàn. Bấy lâu con quá gian nan, đi tìm đi kiếm đạo vàng để tu. May sao gặp được Pháp Thiền, Pháp môn thứ sáu chánh Thiền Thích Ca. Thầy nhân biên soạn sách vàng, càng đọc càng thích. Những trang sách vàng đọc mãi chẳng rời, sách ra ngộ cao ní tiệt, Thích Ca lưu truyền. Không đâu có được pháp riêng, pháp môn giải thoát truyền riêng đất rồng. Tu theo đạo Phật Thiền Tông chỉ rõ tánh người của ta. 16 thứ tánh hại ta, luân hồi nhiều kiếp chẳng xa luân hồi. Bằng chi buông bỏ cho rồi, tức buông vật lý luân hồi nìa xa. Thiền Tông dạy người thoát ra, không dính không mắc cái. Ta cũng nìa vật lý là của trần gian, chỉ là giả tạo. Chớ mang trong lòng, không cần nghĩ cảnh đâu xa. Tham sân buông xả không còn đo chi. Thiền Tông Phật dạy những gì, buông dần thôi dứt hết đi luân hồi. Thiền Tông Phật dạy chữ thôi, thôi tìm thôi kiếm. Mà thôi luận bàn, Thiền Tông chánh pháp Phật ban. Biết Phật hiểu tánh nên đàng về quê, thấy nghe nói biết để về, nghe lời Phật dạy không hề dụng công. Thiền Tông nay phổ đất rồng, giúp người giác ngộ để không luân hồi. Cảm ơn Đức Thảo Ni Sư, cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân giúp đời. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 19 là Phật tử Thiền Tông Tô Thế Đôn ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ ta bà bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Tên con là Tô Thế Đôn, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Con xin đọc bài thơ kệ về giác ngộ thiền thông của con. Đức Phật ấn chứng cho. Năm pháp môn Phật dạy ra, tu dẹp vọng tưởng điều hòa thân tâm. Còn trong vật lý luân hồi, quy luật bất biến thoát sao cõi này. Phật pháp huyền bí vô vi, tưởng chừng đạo Phật chỉ duy ngũ thừa. Ngờ đâu huyền ký Phật xưa, ta bà giáo chủ gửi đưa đất rồng. Là môn thứ sáu Thiền Tông, Phật ban con cháu lạc hồng Việt Nam. Chân lý tuyệt đối rõ ràng, pháp môn duy nhất đưa ta về nguồn. Giản đơn người tánh Phật chân, bình thường mà sống cho vừa nghĩa nhân. Một lòng trong sáng giúp người, hiểu đường mình khắc có công đức về. Sống chết việc lớn của ta, sinh về nước Phật tử sinh miễn bàn. Thiền Tông chuẩn hóa là an, tinh hoa đạo Phật vinh quang sáng ngời. Nguồn thiền truyền chảy khắp nơi, bảo tồn Phật Pháp đời đời mãi sau. Chân lý rốt ráo diệu màu, không tu, không chứng nhận ngay Phật mình. Ơn chùa Tân Diệu Long An, kim cương bát bộ bảo toàn pháp chân. Mười phương chư Phật giáng lâm, soạn giả viết sách uyên thâm rõ ràng. Mở toang huyền ký Phật ban, nổi cơn dư chấn đạo vàng nơi đây. Nhờ vậy con tìm thấy Thầy, vô tu vô chứng ở ngay trong người. Thấy nghe nói biết giác rồi, Phật tính trong ý ngoài thời điện quang, tích tắc giải thoát rõ ràng, ly thế gian pháp chính đàng này đây, luân hồi lìa bỏ con ngay, quê xưa hiện rõ nhà này như nay. Thân con 16 tính người, buông rừng thôi dứt về nơi Niết Bàn. Niết Bàn tính cũng chẳng ham, để khi tắt thở nọt hàng hư không, hòa vào chân lý tột cùng, bất sinh bất diệt rõ thông xong rồi. Con mừng vui nắm Phật ôi, vui mà sao cứ nệ rơi tuôn trào. Mang ơn Phật tổ truyền trao, mừng vì soạn giả bước vào như nay.
cụ nhân không Phật vậy ai bái phục soạn giả nhận người bình dân. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 20 là Phật tử Thiền Tông Tô Thị Sen ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử con là Tô Thị Sen. Con xin trình 40 câu kệ ngộ thiền của con. Ngày xưa sen nở Ninh Sơn, ngày nay sen nở Long An đất rồng. Quê con ở tận xa xôi, duyên lớn con nhận được lời, được ngay lời vàng. Một chiều vừa sẩm tối xong, nghe cậu em điện con liền sang ngay. Em đưa tập sách tuyệt hay, vội vàng mừng rỡ mang ngay về nhà. Con đọc con đã hiểu ra, đây là huyền ký Thích Ca lưu truyền. Bao năm tìm kiếm linh thiêng mà sao chẳng thấy linh thiêng chút nào. Con nay học Pháp Thiền Tông, lời vàng ý ngọc Thích Ca lưu truyền. Thiền Tông Phật dạy con buông, nay con buông được tử sanh không còn. Thiền Tông Phật dạy con thôi, bản ngã cũng dứt luân hồi là không. Thiền Tông Phật dạy con biết dừng, nay con dừng được hết chuyên luân hồi. Mặc cho thế sự trôi na năn trôi, con không màng đến là an thân mình. Học Phật con nguyện đứng lên, thấy nghe thanh tịnh hết đường trầm luân. Nhận được con cứ âm thầm, nếu ai muốn biết thì mình chỉ cho Thiền Tông một chữ không no buông dừng thôi dứt. Là rời tử sinh, tạ ơn Đức Phật tối ninh truyền trao chánh pháp Pháp Thiền Thích Ca, tạ ơn Đức Thảo Sư Bà phổ truyền huyền ký cứu đời của con. Cảm ơn Thầy Chánh Huệ Phong phổ môn thiền học mãi còn thế gian. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân soạn ra ý ngọc lời vàng Thích Ca, năm châu bốn biển một nhà, muôn người nhận được hết đời trầm luân. Cảm ơn Tân Diệu chùa thiền phổ môn thiền học chỉ đường về quê. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 21 là Phật tử Thiền Tông Trịnh Thị Ngoan ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Trịnh Thị Ngoan ở Xuân Trường, Nam Định. Con có bài kệ 34 câu. Cuộc đời diễm phúc lắm thay, đọc sách soạn giả tuyệt thay muôn vàn. Thấy nghe nói biết là an, mong thầy soạn giả chỉ đàng cho con. Ơn thầy ghi tạc nòng son, chỉ cần thanh tịnh không còn tử sanh. Ninh Sơn Phật dạy rõ ràng, Thiền Tông thanh tịnh tại chùa Long An. Giúp nhau nghiền ngẫm rõ ràng, làm nhiều bài kệ chỉ đàng người sau. Kiếp người nận đận nao đao, vật lý buông dứt được vào nhà xưa. Từ nay đi sớm về trưa, nghe đài đọc sách dứt ưa luân hồi. Thiền Tông Phật dạy con thôi, thôi tìm thôi kiếm luân hồi bỏ con. Con nay nhất quyết nòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Giờ đây con đã biết dừng, không theo vật lý luân hồi dừng ngay. Thiền Tông Tân Diệu chỉ bày, ai muốn giải thoát vượt qua luân hồi. Thiền Thanh Phật dạy vậy thôi, khi thấy cứ thấy biết rồi dừng ngay. Tâm con thanh định hàng ngày, buông dần thôi dứt vào ngay niết bàn. Vật lý là của trần gian, chỉ là giả tạm chớ mang trong lòng. Không cần nghĩ cảnh núi sông, tham sân buông xả không còn no chi. Thiền Tông nhất tự thiền thì, Thiền Tông chánh pháp phải ghi lưu truyền. Do vậy Đức Phật dạy thiền là thiền thanh tịnh để về quê xưa. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình.
Vị thứ 22 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Viễn ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Phật tử con là Nguyễn Thị Viễn, cư ngụ tại Bắc Ninh. Hôm nay con có 64 câu kệ, con kính trình lên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Con kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ở tại Ngọc Xuyên Gia Bình, con gái tên Vũ Thị Niên mang về 10 quyển sách thiền tuyệt hay, nhận được con đọc nghiền nay, đọc thấy trong sách truyền thiền rất hay, đọc xong con đọc cảm nhận sách này Đức Phật Thích Ca lưu truyền, ngày xưa Đức Phật truyền riêng cho các vị tổ nối liền Thiền Tông. Bây giờ chạy xuống đất rồng có bác công nhân soạn ra bộ sách Thiền Tông, dẫn mạch nguồn thiền chảy khắp non sông. Ngày xưa sen nở Ninh Sơn, ngày nay sen nở khắp miền núi sông. Thế là con hết ngóng trông, không trông vật lý, không trông luận bàn, không trông những chuyện thế gian, chỉ cần thôi dứt nết bàn việc, không màng biệt chi, Thiền Tông quyết chí vậy thì luân hồi sinh tử không đi theo mình. Thiền Tông cứ thấy nặng thinh, quay về Phật tánh là nơi chính mình. Nhớ về Ninh Thiếu Phật Ninh, nhớ chùa Tân Diệu Phổ Môn Pháp Thiền. Phần con coi có phúc duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Phật là giáo chủ ta bà, Phật đem nguyện thiền phổ độ chúng sinh, giúp con biết nẻo đường tu, biết con tránh khỏi tu mù Phật ơi. Giờ đây con hiểu được rồi, tánh Phật bốn chữ, thứ nổi trôi, thấy nghe nói biết một khi, thấy nghe thanh tịnh là đây nết bàn. Thiền Tông chẳng ngại gian nan, đói ăn mệt ngủ cho nhàn tấm thân. Thiền Tông Phật dạy không cần chỉ cầu xin nạy nục làm chi mệt người. Thiền Tông phải bỏ cái tôi là ngã luân hồi bỏ đi. Thiền Tông trực nhận tức thì Pháp Thiền thanh tịnh diệu kỳ. Phật ơi con hiểu được rồi, chỉ cần thanh tịnh luân hồi bỏ ta. Đây là lời Phật Thích Ca, pháp môn thiền học chỉ ra nhiều người. Muốn được giác ngộ thoát ra, nếu ai đại phúc nhận ra nguồn thiền, con đây sẵn có tấm lòng giúp người giác ngộ theo dòng Thiền Tông. Thế là con quyết một lòng buông rừng thôi dứt để về nhà quê, về nhà xưa. Tự con nguyện phổ thiền xưa, bạn bè thân hữu gần xa, dốc lòng tu học để về nhà xưa, học thuộc công thức để về, để mà thoát ra tạo thêm công đức sáng loà. Ai muốn giải thoát con liền giúp cho, dù cho biển cạn núi mòn, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Con đây quyết chí lòng son, giữ môn thiền học vẫn còn mai sau. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 23 là Phật tử Thiền Tông Tô Thị Sợi ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Đức Thế Tôn, tên con là Tô Thị Sợi, có 32 câu kệ ngộ về pháp môn Thiền Tông. Con xin đọc. Quê con ở xã Xuân Trường, ngày đêm tháng tối nể cầu khấn xin em trai tặng thất Thiền Tông, miệt mài đọc thách trong lòng yên vui, thấy nghe mới biết rõ nhờ, mới ngộ ra rồi khỏi tu dụng công, ca tăng kỳ kiếp luân hồi, mới ngộ pháp thiền của Phật Thích Ca, ngộ ra mới hiểu được ra, tu theo Phật lý chỉ xa luân hồi. Phật ơi con đã ngộ rồi, dứt tâm điên đảo sân như hiện bày, muốn lìa thế cốt tần gian, buôn rừng thôi giết thiết bàn hiện ra. Đây là nhờ Phật Thích Ca, đây là nhờ Phật Thích Ca, pháp môn thiền học hộ ra pháp thuyền. Học Phật con bỏ cái thôi,
thôi dừng bản ngã ta vào tầm luân. Thiền Tông Phật dạy con dừng, đừng tìm đừng kiếm để về nhà xưa. Cảm ơn Đức Thảo Thiền Thư dạy môn thiền học để về nhà xưa. Cảm ơn Thầy Khánh Hệ Phong phổ môn thiền học và thuyền pháp thế gian. Cảm ơn bác soạn giả Nguyễn Dân soạn ra Ý Ngọc Nhời Vàng Thích Ca. Chân năm châu bốn biển một nhà, muôn người nhận được thật thà bình an. Con xin giữ tấm lòng son, chỉ học nguồn thuyền giữ thẳng thế gian. Cảm ơn Chùa Thiền Long An dạy môn thuyền học biết đàng về quê. Con xin lạy Đức Thế Tôn chứng minh cho con ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 24 là Phật tử Thiền Tông Vũ Quang Hưng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử con là Vũ Quang Hưng. Con bài kệ con có 32 câu, kính xin Đức Thế Tôn và 10 phương chư Phật ấn chứng cho con. Con xin đọc. Hoa thiền lở tại Long An, có chùa Tân Diệu, nối dòng Thiền Tông, bao năm tìm kiếm nhọc lòng, cầu xin lễ lạy dụng công tu hoài, cầu gặp chân lý Như Lai, mong sao thoát khỏi kiếp đời tử sanh. Duyên may con gặp bạn hiền, cho mượn sách thiền soạn giả Nguyễn Nhân, đọc hết bộ sách hiểu liền, nhận ra tánh thấy biết liền tánh nghe, căn bản các tánh là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Thiền Tông không cần sớm trưa, không quán không tưởng chẳng ưa luân hồi, để tâm rỗng lặng thảnh thơi, đời con đã hết nang thang nổi chìm. Học Thiền Tông hết lão phiền, theo lời Phật dạy con thôi con dừng. Dừng thôi buông dứt con mừng, luân hồi sinh tử cùng dừng với con. Từ đây con quyết lòng son, cảm ơn Đức Phật truyền trao sách thiền, cảm ơn chư tổ truyền riêng, cảm ơn tác giả sách thiền phổ ra. Năm châu bốn biển ngợi ca, pháp môn giải thoát tinh hoa loài người. Con mong tất cả khắp nơi có duyên phúc lớn gặp thiền tịnh thanh, cùng sống hạnh phúc an lành, cùng về quê cũ thanh nhàn yên vui. Con nhớ ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 25 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Thanh ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 75%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Con là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1956 tại Chú Quán tại Hải Phòng. Con có bài kệ 66 câu. Con kính xin Đức Thế Tôn và 10 phương chư Phật chứng minh. Con xin đọc. Thiền Tông Tân Diệu Long An, ngôi chùa duy nhất là nhà Như Lai. Nơi đây dạy nhất tự thiền, tu để thành Phật về miền quê xưa. Chùa Tân Diệu, chùa Bác Nhân, chỉ bày con biết chữ dừng là an. Ngày xưa Phật bảo con dừng, vì con cố chấp không nghe lời Thầy. Mải mê tìm kiếm đó đây, đi van đi lạy, đi cầu khắp nơi. Lạy trời cao, lạy đất dày, lạy cả Chúa trời, lạy cả thần linh. Dâng sao giải hạn làm đều, di căn hoán số nghe đời làm luôn. Được bình an, con tin liền, con đâu có biết mình đang bị lừa. Phước đó vốn của mình thôi, chẳng trời, chẳng đất, thánh thần nào cho. Mải tham vật chất cầu tài, tử sinh sinh tử bám hoài đời con. Tháng 7 năm ngoái con về chùa Tân Diệu, về nhà Như Lai. Về đây con ngộ pháp màu, Phật dạy rõ ràng 6 pháp môn tu. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú còn đi luân hồi. Chỉ có thanh tịnh thiền thôi, pháp môn duy nhất quê xưa ta về. Thiền Tông tên gọi sau này, ở thời Đức Phật gọi thanh tịnh thiền. Thiền Thanh Phật chỉ truyền riêng, muốn về quê cũ chỉ tu một từ. Một từ có 4 cách tu, buông, dừng, thôi, dứt, đứt, lìa, tử sinh. Buông là buông tưởng, buông tham,
buông danh, buông lợi, buông ham tiền tài, thôi cúng tục, bỏ cầu xin, không còn sợ hãi làm chi luận bàn, việc thế gian cũng chẳng màng, để cho sinh tử xa rời đời con. Tu thiền tập bỏ cái tôi chấp ngã dắt đi luân hồi. Tu thiền là phải tùy duyên, để tâm thanh tịnh Ngọc Châu sáng ngời. Ngọc Châu tánh Phật trong ta, dụng công tìm kiếm, kiếm không ra. Pháp Thiền Tông thật nhiệm màu, dứt hồi sinh tử, luân hồi triệt tiêu. Đuốc Như Lai đã châm rồi, tự mình dương đuốc soi đường về quê. Phật ôi con nguyện lời thề, nghe lời Phật dạy con dừng từ đây. Sống trong thanh tịnh mỗi ngày, nếu gặp được người muốn biết Thiền Tông, thì con quyết dốc một lòng, giúp cho bạn hữu biết dừng, biết buông, để cho dòng chảy đất rồng lan truyền mãi mãi muôn ngàn kiếp sau. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, cảm ơn các ba sáu, cảm ơn Đức Phật Thích Ca, ba sáu đời tổ lưu truyền Thiền Tông, cảm ơn Long Nữ đất rồng xây chùa Tân Diệu nối dòng Như Lai, cảm ơn Thầy Nguyễn Công Nhân tìm nhiều phương tiện phổ truyền Thiền Tông, sách nói, sách viết, đĩa băng, chỉ đường, dẫn lối, đưa người về quê. Con xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 26 là Phật tử Thiền Tông Trương Thị Nhung ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Câu kệ. Con xin đọc 30 câu kệ. Thanh Hóa nơi con đã sinh ra, lập nguyệt Thái Nguyên đất quê nhà. 47 tuổi bước vào tìm đạo, ngồi thiền sám hối với cầu siêu. Qua bao năm ấy không được gì được, bạn rủ đi chùa niệm Di Đà, nhưng con không hợp thôi học vậy. Bước sang luyện tập pháp tâm năng, một hôm đại phúc duyên gặp may, có anh Đức Hồng ở nhà cạnh bên, nhắc em mở mạng xem trên mạng, nghe thầy giải đáp được rõ thông, càn khôn vũ trụ nay con tỏ. Cảm ơn Phật Tổ đã chỉ ra, lưu giữ nguồn thuyền, nay chỉ lối dạy cho nhân loại biết cuộn nguồn. Cốc tích quê xưa chính là nhà, chỉ con buông rừng thôi rút cảnh, khiến chê không độn trốn bình an. Cảm ơn soạn giả bác Nguyễn Nhân dạy con nhận rõ đánh Phật mình. Khi thấy cứ thấy tâm không đồng, giữ chọn lòng mình lời Phật dạy. Con nguyện suốt đời mãi không thôi, nhớ ơn Tân Diệu tổ đình chùa diệu pháp thiền thanh tới muôn nơi. Lòng con nay nguyện theo Phật đạo, cùng các bạn hiền khắp muôn phương, giữ gìn lòng thiền luôn cháy mãi, về tới quê xưa chốn Phật Đà. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 27 là Phật tử Thiền Tông Trần Văn Tùy ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật. Kính thưa Thầy trụ trì cùng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con xin trình bày 50 câu kệ ngộ thiền của con. Nhờ ơn Thầy Thích Nhật Từ, con gặp trên mạng Thầy vừa giảng xong. Thầy dạy tại tỉnh Long An, có ông hoang tưởng bỏ công xây chùa, không bằng, không cấp, nói bừa, không tu, không chứng, không ưa Niết Bàn, không ham học, không ham việc thánh, việc phàm, không chữ tiền của, bạc vàng, thế gian, không ham chức tước giàu sang, nên trời xuống biển không màng điều chi.
chuyên ăn chay nói nghĩa nghỉ, con đường giải thoát phải đi cách nào? Thầy nghe toàn chuyện tào phào, thầy đây chẳng nói lời nào như ông, xây chùa, bỏ của bỏ công, dịch in huyền ký mà không thu tiền. Hẳn ông này mắc bệnh điên, xây chùa mà chẳng thu tiền của ai. Con nghe thấy chuyện nạ tai, quyết tâm tìm hiểu thực sai thế nào, hành năng pháp lý ra sao, thiên hạ ai đã bước vào thiền tông. Lại gặp vương phó Đức Hồng cho mượn thẻ sách thiền tông nhiệt tình. Nghe xong con mới nhiệt tình, chính đường giải thoát chúng sinh đây rồi. Bao năm tìm kiếm khắp nơi, theo học nhiều đạo mong đời thoát ra. Quẩn quanh trong cõi ta bà, ấm dương cuốn hút thoát ra cách nào? Bốn vòng ấm dương bọc bao, dương đẩy ấm hút làm sao thoát vòng? Nay con gặp được thiền tông dạy cho công thức thoát vòng thế gian. Chẳng cần khổ hạnh gian nan, chỉ cần thôi dứt ấm dương luân hồi. Phật dẫn chúng ấm về nơi không còn lực hút là rời ấm dương. Đến nơi toàn điện tử quang, thấy nghe nói biết ấm dương chẳng còn. Tạ ơn Phật dạy chúng con biết đường giải thoát chẳng còn trầm luân. Phật dạy chỉ một chữ buông, thì 16 tính hết đường theo ta. Nhưng còn trong cõi ta bà, mang thân tứ đại phải là uống ăn. Quyết không tạo thêm nghiệp căn, chờ hoa tiêu Phật dẫn đàng về quê. Mặc cho ma quyến thần chế, quyết cùng đồng đạo trở về quê hương. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 28 là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Chi ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyễn Thị Chi, cư ngụ tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Con có bài kệ 36 câu. Kính xin Ngài Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Quê con có cầu Hàm Rồng, bao năm cha mẹ ơn sanh cõi này. Trưởng thành con ở Thái Nguyên, gắn bó cuộc đời tình nguyện cầu an. Bao năm con đi lễ chùa, cầu an giải hạn các chùa gần xa. Thế mà đau khổ vẫn thường, còn lòng con suy nghĩ biết theo đường nào. Thế rồi còn có phúc duyên, con gặp bạn hiền được biết thiền tông. Lòng con hoan hỷ muôn phần, dừng tìm thôi kiếm là đây Phật truyền. Để tâm vật lý tự nhiên, không cần gò ép nó tuôn theo mình. Bao năm mỏi mệt thân hình, tấm an không thấy chỉ toàn đau thân. Ơn thầy ni thảo vững lòng, thiền tông phổ rộng đất rồng Long An. Ơn thầy soạn giả Nguyễn Nhân, viết sách dạy rõ thiền tông thoát trần. Con nay đã được rõ thông, tu trong vật lý còn trong luân hồi. Phật ôi con đã ngộ rồi, nhờ Phật con biết quê xưa của mình. Thiền tông Phật dạy con thôi, không theo vật lý để về nhà xưa. Giờ đây con đã biết dừng, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con. Nay con tâm nguyện trong lòng, cảm ơn Đức Phật đã truyền thiền tông. Huệ Phong cùng Nguyễn Công Nhân vượt bao gian khổ phổ truyền thiền tông. Con nay đã nguyện với lòng, người muốn giác ngộ con liền sẻ chia. Cảm ơn người giữ nguồn thiền để cho nhân loại được an muôn đời. Con xin hết ạ. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 29 là Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Nhài ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 71%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Phạm Thị Nhài.
Con xin có 38 câu kệ, con xin đọc, con kính trình Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Quy y từ tuổi 20, bây giờ con đã tuổi tròn 70. Con đi tìm đạo khắp nơi, nhưng chưa gặp được con thời hoang mang. Giờ con gặp được thiền tông của nơi đất rồng Tân Diệu, Long An. Nhờ con có phúc có duyên, Đức Hồng cho sách con liền đọc ngay. Say xưa con đọc đêm ngày, từng lời của Phật đã dày công tu. Nhờ thầy nhân đã truyền cho, con đã hiểu được tối mê rõ ràng. Buông rừng thôi dứt mới an, xa lìa tham vọng không còn si mê. Con đã hiểu rõ đường về, về nơi Phật giới là quê của mình. Trước đây con thật u minh, đi cầu đi cúng cho tiền người ta. Từng lời của Phật, trước đây con thật u minh, chỉ vì mê muội mà mình mất khôn. Nghe Phật con tu chữ rừng để được thanh tịnh về miền quê xưa. Con xin từ bỏ chữ ưa để được giải thoát không ưa luân hồi. Con xin thực hiện chữ thôi, thôi đi tất cả luân hồi không theo. Con đã hiểu rõ bao điều, những lời của Phật khắc sâu trong lòng. Cho con khỏi hết long đong, đi cầu đi cúng cho tiền người ta. Hết gần rồi lại đi xa, thấy đâu bâu đấy thật là quá ngu. Giờ con đã hiểu đường tu, tu theo chính pháp như mù sáng ra. Con ơn Đức Phật Thích Ca, con ơn soạn giả đó là thầy nhân. Con ơn quản trị thiền tông, con nguyện nguồn thiền chảy mãi không thôi. Con nguyện tất cả mọi người được về Phật giới đời đời an vui. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn và xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị cuối cùng là Phật tử Thiền Tông Vũ Tiến Lộc ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt được 73%. Xin mời Phật tử tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho Phật tử. Xin mời Phật tử. Nam mô giá chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Thiền Tông Vũ Tiến Lộc, con đến từ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Con xin đọc bài kệ 44 câu để kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Bao năm xuôi ngược khắp nơi, theo thầy cúng tụng ở nơi cảnh trần. Đi đền đi phủ cầu thần, cầu xin lạy lục mệt nhoài tấm thân. Duyên con đưa đến một lần, vào trang thiền học của thầy Nguyễn Nhân. Đọc đi đọc lại vài lần, càng đọc càng thấy tuyệt vời làm sao. Pháp môn thiền học tuyệt cao, là thiền thanh tịnh không sao sánh bằng. Thiền thanh mầu nhiệm thật đây, đọc sách cuốn hút ngay giây phút đầu. Thiền thanh không lạy không cầu, nhận ra Phật tánh, tìm ngoài làm chi. Từ nay không phải tư nghì, tu thiền thanh tịnh không đi luân hồi. Thiền thanh Phật dạy chữ thôi, buông rừng thôi dứt thoát liền tử sanh. Không theo vật lý đua tranh, đua tranh càng mạnh tử sanh luân hồi. Tu thiền không đứng không ngồi, không quán không tưởng cũng không luận bàn. Thiền thanh không phải lặng thinh, những thứ vật lý là mình không theo. Tu thiền không sợ hiểm nghèo, luân hồi sinh tử là không theo mình. Thiền thanh không phải lặng thinh, tạo nhiều công đức là mình về quê. Thiền thanh Phật chỉ đường về, không quán không tưởng nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, tạo nhiều công đức trở về quê xưa. Quê xưa chỉ một đường về, học thuộc công thức, đường về không sai, lìa bỏ sinh tử trần ai, không còn sinh tử tử sanh luân hồi. Thiền thanh lìa bỏ cái tôi, vì tôi chấp ngã phải đi luân hồi. Phật ôi con đã ngộ rồi, pháp thiền thanh tịnh xa rời tử sanh. Tu thiền phải hiểu cho rành, giác ngộ giải thoát tử sanh không còn. Con nay đã hiểu được thông, tạo nhiều công đức để không luân hồi. Con xin hết ạ.
Xin cảm ơn Phật tử Vũ Tiến Lộc, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Tiếp theo là phần đọc bài kệ truyền thiền chung cho các vị tân Phật gia. Xin mời tất cả các vị tân Phật gia đồng quỳ trước chánh điện để nghe bài kệ truyền thiền. Kính mời thiền gia Anh Tuấn ra trước micro đọc bài kệ truyền thiền này. Kính mời thiền gia. Kính bạch Đức Thế Tôn, tiếp theo chúng con xin đọc bài kệ truyền bí mật thiền tông cho 50 Phật tử thiền tông. 1. Âu Phương Thùy ở tỉnh Sóc Trăng. 2. Đỗ Thị Đảm ở tỉnh Bắc Ninh. 3. Lê Thị Trung ở tỉnh Hà Tĩnh. 4. Phạm Thị Châu ở tỉnh Hà Tĩnh. 5. Lê Thị Mai ở tỉnh Hà Tĩnh. 6. Phan Thị Mai ở tỉnh Hà Tĩnh. 7. Nguyễn Thị Liêm ở tỉnh Hà Tĩnh. 8. Nguyễn Thị Loan ở tỉnh Hà Tĩnh. 9. Nguyễn Thị Thu ở tỉnh Hà Tĩnh. 10. Nguyễn Xuân Trung ở tỉnh Hà Tĩnh. 11. Hoàng Thị Thuật ở tỉnh Thanh Hóa. 12. Nguyễn Thị Vọng ở tỉnh Kiên Giang. 13. Phan Hùng Vân ở thành phố Cần Thơ. 14. Phan Thị Tân ở tỉnh Hà Tĩnh. 15. Nguyễn Thị Bích Thủy ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 16. Nguyễn Thị Thông ở tỉnh Hà Tĩnh. 17. Phạm Thị Dền ở tỉnh Thái Bình. 18. Nguyễn Thị Thình ở tỉnh Nam Định. 19. Tô Thế Đôn ở tỉnh Nam Định. 20. Tô Thị Sen ở tỉnh Nam Định. 21. Trịnh Thị Ngoan ở tỉnh Nam Định. 22. Nguyễn Thị Viễn ở tỉnh Bắc Ninh. 23. Tô Thị Sợi ở tỉnh Nam Định. 24. Vũ Quang Hưng ở tỉnh Quảng Ninh. 25. Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hải Phòng. 26. Trương Thị Nhung ở tỉnh Thái Nguyên. 27. Trần Văn Tùy ở tỉnh Thái Nguyên. 28. Nguyễn Thị Chi ở tỉnh Thái Nguyên. 29. Phạm Thị Nhài ở tỉnh Thái Nguyên. 30. Vũ Tiến Lộc ở tỉnh Quảng Ninh. 31. Trần Thị Ngọc ở tỉnh Nam Định. 32. Trần Thị Lưa ở tỉnh Nam Định. 33. Đỗ Thị Hải ở tỉnh Bắc Ninh. 34. Nguyễn Thị Thuận ở tỉnh Yên Bái. 35. Nguyễn Thị Thuần ở tỉnh Bắc Ninh. 36. Vũ Thị Hái ở tỉnh Quảng Ninh. 37. Phạm Thị Thanh ở tỉnh Quảng Ninh. 38. Vũ Thị Nụ ở tỉnh Nam Định. 39. Trần Thị Huệ ở thành phố Nam Định. 40. Nguyễn Văn Kinh ở thành phố Cần Thơ. 41. Phạm Thị Thoa ở Quảng Ninh. 42. Nguyễn Thị Nguyệt ở tỉnh Thái Nguyên. 43. Đặng Thị Ca ở tỉnh Thái Nguyên. 44. Nguyễn Thị Thường ở tỉnh Bắc Ninh. 45. Trần Thị Quý ở tỉnh Bình Định. 46. Trần Thị Quyết ở tỉnh Nam Định. 47. Vũ Văn Cài ở tỉnh Nam Định. 48. Phạm Tú Cử ở tỉnh Nam Định. 49. Đỗ Thị Lương ở tỉnh Vĩnh Phúc. Và 50. Phí Thị Miên ở tỉnh Vĩnh Phúc. Để các vị trở thành là 50 Phật gia Thiền Tông, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con đọc bài kệ truyền bí mật Thiền Tông cho các Phật tử Thiền Tông nói trên. Ngày xưa sen nở lên sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Chiền qua nhiều nước gian nan, đi qua khắp chốn hiện an nơi này. Chúng con nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay các vị có duyên, chúng con truyền thiền cấp giấy cho 50 vị. 50 vị biết được không mong, cứ để Phật tánh của mình làm thôi. Chúng con như vậy phải rồi, không xen vào lời tánh Phật của ta. Tất cả những vị ngộ ra, chính thâm thanh tịnh, Thích Ca lưu truyền. Hôm nay 50 vị có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy Thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho 50 vị. Các vị nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. 50 vị nên cố gắng bình an, nhìn thấy Phật giới chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, 50 vị không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai,
Thiền Tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận 50 vị nay ngộ thiền, thêm người hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền chứng nhận cho 50 vị. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thiền gia Anh Tuấn. Xin mời tất cả mọi người đồng ngồi xuống. Tiếp theo là phần trao bản gộ bí mật Thiền Tông cho các vị tân Phật gia. Xin mời bốn vị Âu Phương Thùy, Đỗ Thị Đảm, Lê Thị Trung và Phạm Thị Châu bước ra trước chánh điện để nhận bản gỗ. Xin mời bốn thiền gia, thiền gia Nguyễn Nhân, thiền gia Anh Tuấn, thiền gia Hồng Phượng và thiền gia Hoàng Hiệp ra trước giữa chánh điện trao bản gỗ bí mật Thiền Tông cho các vị tân Phật gia và chụp hình lưu niệm. Xin mời ạ. Xin mời bốn Phật tử trở về chỗ cũ. Tiếp theo, mời bốn tân Phật gia Lê Thị Mai, Phan Thị Mai, Nguyễn Thị Liêm và Nguyễn Thị Loan bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn và xin mời bốn vị thiền gia và bốn tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, mời bốn thiền gia Thị Dung, thiền gia Ngọc Giàu, thiền gia Cơ Duy và thiền gia Văn Thoảng ra trước giữa chánh điện trao bản gỗ cho các vị tân Phật gia. Mời bốn tân Phật gia Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Xuân Trung, Hoàng Thị Thuật và Nguyễn Thị Vọng bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Xin mời bốn tân Phật gia Phan Hùng Vân, Phan Thị Tân và Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Thông, Nguyễn Thị Thon bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm. Xin mời bốn tân Phật gia Phạm Thị Dền, Nguyễn Thị Thình, Tô Thế Đôn và Tô Thị Sen bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật Thiền Tông và chụp hình lưu niệm.
Xin cảm ơn và xin mời các vị thiền gia và tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo xin mời năm thiền gia: thiền gia Bạch Đằng, thiền gia Tôn Long, thiền gia Trung Nghĩa, thiền gia Văn Tùng và thiền gia Văn Nhàn ra trước giữa chánh điện trao bạn gọi cho các vị tân Phật gia. Xin mời năm tân Phật gia: Trịnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Viễn, Tô Thị Sợi, Vũ Quang Hưng và Nguyễn Thị Thanh bước lên giữa chánh điện để nhận bạn gộ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Cuối cùng xin mời năm tân Phật gia: Trương Thị Nhung, Trần Văn Tùy, Nguyễn Thị Chi, Phạm Thị Nhài và Vũ Tiến Lộc bước lên giữa chánh điện để nhận bạn gộ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn các thiền gia và mời tất cả mọi người trở về chỗ cũ. Và kể từ giờ phút này, 50 Phật tử Thiền Tông: 1. Âu Phương Thùy ở tỉnh Sóc Trăng, 2. Đỗ Thị Đạm ở tỉnh Bắc Ninh, 3. Lê Thị Trung ở tỉnh Hà Tĩnh, 4. Phạm Thị Châu ở tỉnh Hà Tĩnh, 5. Lê Thị Mai ở tỉnh Hà Tĩnh, 6. Phan Thị Mai ở tỉnh Hà Tĩnh, 7. Nguyễn Thị Liêm ở tỉnh Hà Tĩnh, 8. Nguyễn Thị Loan ở tỉnh Hà Tĩnh, 9. Nguyễn Thị Thu ở tỉnh Hà Tĩnh, 10. Nguyễn Xuân Trung ở tỉnh Hà Tĩnh, 11. Hoàng Thị Thuật ở tỉnh Thanh Hóa, 12. Nguyễn Thị Vọng ở tỉnh Kiên Giang, 13. Phan Hùng Vân ở thành phố Cần Thơ, 14. Phan Thị Tân ở tỉnh Hà Tĩnh, 15. Nguyễn Thị Bích Thủy ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 16. Nguyễn Thị Thon ở tỉnh Hà Tĩnh, 17. Phạm Thị Dền ở tỉnh Thái Bình, 18. Nguyễn Thị Thình ở tỉnh Nam Định, 19. Tô Thế Đôn ở tỉnh Nam Định, 20. Tô Thị Sen ở tỉnh Nam Định, 21. Trịnh Thị Ngoan ở tỉnh Nam Định, 22. Nguyễn Thị Viễn ở tỉnh Nam Định, 23. Tô Thị Sợi ở tỉnh Nam Định, 24. Vũ Quang Hưng ở tỉnh Quảng Ninh, 25. Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hải Phòng, 26. Trương Thị Nhung ở tỉnh Thái Nguyên, 27. Trần Văn Tùy ở tỉnh Thái Nguyên, 28. Nguyễn Thị Chi ở tỉnh Thái Nguyên, 29. Phạm Thị Nhài ở tỉnh Thái Nguyên, 30. Vũ Tiến Lộc ở tỉnh Quảng Ninh, 31. Trần Thị Ngọc ở tỉnh Nam Định, 32. Trần Thị Lưa ở tỉnh Nam Định, 33. Đỗ Thị Hải ở tỉnh Bắc Ninh, 34. Nguyễn Thị Thuận ở tỉnh Yên Bái, 35. Nguyễn Thị Thuận ở tỉnh Bắc Ninh, 36. Vũ Thị Hái ở tỉnh Quảng Ninh, 37. Phạm Thị Thanh ở tỉnh Quảng Ninh,
38, Vũ Thị Nụ ở tỉnh Nam Định. 39, Trần Thị Huệ ở thành phố Nam Định. 40, Nguyễn Văn Kinh ở thành phố Cần Thơ. 41, Phạm Thị Thoa ở Quảng Ninh. 42, Nguyễn Thị Nguyệt ở tỉnh Thái Nguyên. 43, Đặng Thị Ca ở tỉnh Thái Nguyên. 44, Nguyễn Thị Thường ở tỉnh Bắc Ninh. 45, Trần Thị Quý ở tỉnh Bình Định. 46, Trần Thị Quyết ở tỉnh Quảng Ninh. 47, Vũ Văn Cài ở tỉnh Nam Định. 48, Phạm Tú Cự ở tỉnh Nam Định. 49, Đỗ Thị Lương ở tỉnh Vĩnh Phúc. Và 50, Phí Thị Miên ở tỉnh Vĩnh Phúc chính thức trở thành làm 50 Phật gia Thiền Tông. Xin chúc mừng tất cả các vị. Kính trình Đức Thế Tôn, phần lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 50 Phật tử Thiền Tông để trở thành là những vị Phật gia Thiền Tông, chúng con đã thực hiện xong. Tiếp theo là lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị đạt được bí mật Thiền Tông. Phần này do hai thiền gia Thanh Sơn và thiền gia Tôn Long thực hiện. Xin mời hai thiền gia đến trước Miro đọc lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị tân Phật gia. Xin mời. Lời dặn dò. Ủa chưa vô hả? Lời dặn dò đường về Phật giới dành cho người đạt được bí mật đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam. Hôm nay các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông. Nhiệm vụ của Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận trình bày đường về Phật giới cho các Phật gia biết, còn thực hiện được hay không là tùy mỗi vị. Đức Phật có dạy, người được truyền bí mật Thiền Tông, 100 người chỉ có 5 người được trở về Phật giới mà thôi. Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng trong số tất cả các vị được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay sẽ được trở về Phật giới tất cả, mong quý vị cố gắng. Đường về Phật giới có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng, thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra. 1. Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2.
Phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. Ba, bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật. Mượn thân và tánh người tạo công đức trở về Phật giới, hoặc tạo ra các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia, cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia đường trở về Phật giới. Đường trở về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm: 1. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tự sáng có 4 thứ: hằng thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sinh ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, kim thân Phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành Phật. Trường hợp thứ hai, công đức phước đức bằng nhau thì có 3 phần sau đây diễn ra. 1. Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có 2 màu, nửa trắng, nửa vàng. 3. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau, vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt pháp với vị thần quản lý rằng: tôi muốn trở về Phật giới. Thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói: thần ta cho trung ấm thân trợ tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới, vậy trung ấm thân nên cẩn thận. Phật gia phải biết: 1. Nếu Phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được pháp trần, khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong. Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình Phật gia cho trung ấm thân dừng lại, hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. Một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất.
Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa cũng sẽ có một vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi chung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy là chung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển chung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển chung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến các nơi chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm: 1 là màu vàng, 2 là màu trắng, 3 là màu đen. Ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo giằng co. 1. Vị thần quản lý nắm kéo chuông ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức hay trả nghiệp ác đức. 2. Vị thánh nắm chuông ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3. Dòng họ của Phật gia nắm kéo chuông ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn: Buông. Vì âm thanh lớn như vậy phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm chuông ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy chuông ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo qua tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Lễ truyền bí mật thiền tông đến đây là xong. Mong tất cả Phật gia hành đúng lời của Đức Phật dạy để được trở về Phật giới là quê hương cũ của mỗi Phật gia. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin hết ạ. Xin cảm ơn Thiền gia Thanh Sơn và Thiền gia Tông Long. Phần tiếp theo là đọc bài kệ hồi hướng cho tất cả các vị Phật gia Thiền Tông. Xin mời quý quan khách và quý vị Phật tử vui lòng đứng lên, chắp tay cùng đồng thanh họ đọc hồi hướng. Lễ truyền thiền đã xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết làm xong, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại điện Phật đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn thiền tông. Tâm con hiện tại đã không, nhất quyết một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ơi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Chúng con nhất quyết lòng son, giữ môn thiền học luôn còn mai sau. Chúng con thề nguyện với nhau, để môn thiền học không sao phai mờ. Thiền tông chánh điện chùa thờ, kính xin Đức Phật nhận lời chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, phần vừa rồi cũng là phần kết thúc buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông hôm nay. Để kết thúc buổi lễ, xin mời ba hồi chuông trống Bát Nhã, xin mời.